những cái món phụ kiện âm thanh này nhiều các bác sẽ rất là cần. Thì trong chương trình hôm nay vừa bán và vừa xả hàng cho các bác nhé. Xả hàng cuối năm, dọn để đón Tết, và cũng xả hàng luôn cho các bác một số cái hàng mà không ưng ý lắm. Thì đầu tiên đó là phụ kiện âm thanh. Theo đúng như tên của kênh, phụ kiện âm thanh thì nó bộ các bác nhé. Để chuyển đổi cho loa tép. Các bác có củ xoáy, củ loa tép của các bác là củ xoáy, nhưng họng kèn của các bác là họng bát ốc. Các bác chỉ cần mua cái đế này về, ví dụ nha, vặn vào cái họng kèn này, ví dụ thôi nha, vặn vào cái họng kèn này sẽ sử dụng bốn lỗ ốc bắn nó cố định bốn góc. Sau đó là các bác chỉ việc xoáy cái cụ loa tép vào. Các bác lấy cái đế này thì em sẽ tặng cho các bác là cái mấy con ốc. Tiếp theo nữa là cũng là cái đế chuyển đổi. Các bác củ xoáy muốn nắp vào để bắn ốc thì các bác sử dụng cái đế to này với những cái home stretch to nhé. Đấy, thì các bác đặt vào đây, định vị đúng lỗ ốc rồi là bắn ốc. Đấy, là nó sẽ vừa khít và kín luôn. Đấy, các bác chỉ việc xoáy củ tép vào thôi. Đấy, ví dụ được chưa? Nhiều cái nó hơi kênh kênh nên tí này. Đấy. Tiếp theo nữa thì em có đế chuyển đổi của các bác là củ bắn ốc, bốn lỗ ốc, nhưng lại muốn xoáy vào cái home stretch. Ví dụ nha, home stretch kiểu này này, củ xoáy của bác là có họng kèn xoáy. Các bác mua nhầm cái củ đế bắn ốc hoặc là cũ mới bây giờ đổi sang nhau, các bác mua thùng về, thùng của nó là họng kèn nó như này. Củ bác củ tép của các bác là củ bắn ốc thì các bác sử dụng cái đế nối này, vặn bốn ốc vào củ loa tép, sau đó các bác chỉ cần xoáy vào đây, xoáy vào họng kèn, vậy là xong các bác nhá. Ví dụ thế thôi, được chưa? Đấy, thì là những cái phụ kiện này có giá lần lượt như sau. Đế gen ngoài, cái này gọi là đế gen ngoài nhé, có gen ở ngoài này, em bán 20.000 một chiếc. Đế gen trong, đấy, cái này thì sẽ xoáy vào củ loa tép gen xoáy, và cái đế này thì các bác sẽ bắn vào cái họng kèn như thế này. Ví dụ thế thì cũng 20.000 một chiếc, được chưa? Đấy. Và đế gen trong bản to. Đấy, để vừa những cái lỗ ốc như là cái hông của cái họng kèn này dày này thì nó sẽ vừa cái lỗ ốc. Đấy, các bác sẽ đo để ý nhá. Đấy. Ví dụ như là cái tấm bé này thì nó sẽ vừa với cái hông kèn của con này. Vừa hoặc gần vừa. Đấy, vừa hoặc gần vừa. Được chưa? Thì các bác sẽ chế vào đây. Hoặc to hơn nữa mà không vừa thì các bác sẽ chế vào đây. Đấy. Đó. Cái miếng này là vào 25.000 một miếng nhé. Cái này giá em bán là không có bao ship đâu. Và đây là cái họng kèn. Họng kèn này thì em sẽ bán theo đôi. Họng này em có là đỏ và đen. Cốc mở là 60 và 40. Đấy, 60-40. Họng này trước em bán là vào 120 một đôi, thì bây giờ là có vào 90.000 một đôi thôi các bác nhé, 90.000 một đôi. Và cái cuối cùng đó là hông check na dây. Cái này thì góc mở trái phải là 80 độ, nên trên xuống dưới có 10 độ. Họng này là Việt Nam làm nhái của America. Đấy, cái chữ America nó to thích nhỉ. Hôm này thì sử dụng cho củ 70 nhá, 750. Tức là các bác có củ loa tép, cái họng thoát home acid 1/4 inch là các bác có thể sử dụng được này. 1/4 inch. Đấy. 1/4 inch chứ không phải 1/4 nhá, 1/4 bé tí. Đây là 1/4 inch. Thì các bác sẽ dùng họng kèn này được. Họng kèn này thì em sẽ có bán một chiếc nhá. Bán một đôi cũng được. Giá một đôi là 320.000 bao ship, khá là nặng, họng này khá là nặng. Đấy, và nếu như các bác mua lẻ thì nó sẽ vào 170 một chiếc, cũng bao ship. Tiếp theo là cái home của Naray 90-10. Home này thì là 90-10, sang trái sang phải 90, nên trên xuống dưới 10. Naray thì nó sẽ để như này, sóng âm của nó sẽ đánh như này. Còn các bác mà xoay ngang kiểu này thì nó lại thành sai. Đấy.
Cái này thì sử dụng cho những cái dòng step côn từ 63 trở lên đến côn 100. Và home seat của nó là vào 1,4 inch. Đấy. Kèn này kèn cao cấp nhá. Giá là 350 một đôi. 350 một đôi kèn này kìa, bao ship. Còn mẻ nó không bán. Mẻ một chiếc không bán. Còn cái kèn này em sẽ vào cái dự án riêng kìa, về em sẽ không bán lẻ. Còn nếu bán lẻ thì giá đó các bác có chấp nhận được thì em mới gửi hàng thôi. Ở trên đây em báo giá lại lần nữa để các bác yên tâm nhá. Không lại tí này nhầm hết cả giá lên thì giá hơi. Những cái phụ kiện như là đế nối này này thì em sẽ bán và không có bao ship. Bởi vì trước lấy vào là em bán ngày trước, một năm trước là bán có 12.000 một chiếc. Sau bây giờ là giá nhập vào mà được 12.000 em sẽ bán 20. Còn bây giờ giá nhập vào mà trên 15.000 thì em chỉ bán 20. Và 20 là không có bao ship. Nãy được mấy nghìn một cái mà các bác bảo bao ship thì vỡ mồm em ạ. Nhiều các bác còn vui tính đặt hàng xong bom. Đây, báo giá này nhá. Kèn này thì là 90.000 chưa ship nhá. Ship là 120. Quay lại giá cũ. Đấy, kèn này kèn đỏ đen là nó như nhau nhá, nó là như nhau đấy, nó gọi khác cái màu thôi, đỏ đen. Còn các bác nào không thích màu đỏ thì em lại giữ lại em vào cái dự án riêng của em. Đấy, cái đế này là 20.000 một chiếc này, hai chiếc là 40.000 này. Đấy, hai chiếc là 40.000 này, các bác lấy nhiều nó rẻ, bởi vì trước nó rẻ hơn bây giờ, bây giờ lấy vào giá nó đắt hơn nhiều, nên là em bán ra phải bán giá này thì em mới có gọi là cái sự sống được, chứ không thì em vỡ mồm em ra. Đấy. Còn nhiều linh tinh nữa, em sẽ giới thiệu sau. Cái đế này em trước lấy vào nó chỉ rẻ thôi, có vào mười mấy nghìn thôi. Nhưng bây giờ nó vào xít 20 rồi, thì là phải bán 2 năm. Nãy được mấy nghìn cái mà bây giờ các bác còn kêu đắt nữa thì chịu. Mấy nghìn không giải quyết được vấn đề gì đâu. Còn nếu mà các bác so giá trùng thì thôi, mua được thì mua. Em không quan trọng đâu. Đấy, chứ không phải là nhiều các bác là thấy em đang bán đi này mặc cả từng nghìn một, không có đâu. Những cái này nãy nó rất là ít rồi, bán thế là gọi duy trì sự sống để là gọi là anh em sống qua ngày, ăn cơm nó có một chút rau một tí thịt thôi, chứ không bây giờ các bác lại bảo ăn cơm thế xong này toàn ra hái rau ven đường nữa thì ui dồi ôi. Đấy nhá, 20.000 một chiếc, 40.000 một đôi, không có chuyện 50.000 bao ship đâu. Cái này thì là 25.000 một chiếc, 50.000 một đôi, và cũng không có cái chuyện là 70.000 bao ship đâu, không có đâu. Giá trên là giá tại cửa hàng, không có ship tiếp gì đâu. Các bác ship thì sẽ cộng thêm khoảng tầm 25 đến 30.000. Đấy nhiều cơ, vì ông đấy một phát nhiều vào hay là các bác bảo là chú cho thay anh thêm một tí ốc này, ốc kia nữa thì em sẽ tính tiền ốc. Ốc thì cũng rẻ thôi. Nó vào khoảng 2.000 một con ốc. Cái tán của nó thì khoảng tầm 1.500. Đấy, nếu mà các bác lấy thế thì bỏ công em gửi hàng hơn. Đấy. Thì riêng như cái này thì anh em sẽ là lại phải tốn thêm cái chi phí này, em sẽ mua ốc với bu lông về em tặng cho các bác rồi. Một cái đế này là tặng cho các bác là 2 con, hai cái đế là tặng cho các bác là 4 con để các bác bắn vào cái họng kèn. Ví dụ như này, ví dụ như này nha, đế to này em tặng cho các bác là 4 con, tặng 4 con ốc một tấm này, như vậy một đôi là sẽ vào mất 8 con ốc. Nếu mà tính chi phí ra thì lại gần như là không được bao nhiêu nữa. Nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy là tặng thêm rồi. Còn như cái này không có tặng gì đâu nhá. Ốc về nếu các bác bảo là em ơi cổ tép của anh nó không có ốc, thiếu ốc, lại cũng tặng thêm cho các bác là 4 cái ốc combo của nó nữa. 4 con. Đó. Toàn đi tặng ốc này vỡ hết mồm rồi. Đấy, cái này cũng tặng ốc này, cái này tặng ốc này. Đấy, cái này cũng tặng ốc này. Đấy. Còn cái loại này là không có ốc để mà tặng đâu nhá. Đấy. Liệu các bác nào còn lấy cái gì thì nhỉ? Liên hệ trực tiếp với em. Đấy nha, họng kèn này là 350 một đôi này. Bao ship, không bán lẻ một chiếc đâu. Còn này là 170 một chiếc, 320 một đôi. Đấy, tùy. Lẻ thì nó sẽ đắt hơn. Đấy, còn các bác nào vẫn thích một lẻ thì được. Kèn này thì em báo giá rồi nhá. 90.000 một đôi chưa ship, và ship là 120. Ship mất 30 rồi. Còn mấy cái sẵn có thành đi nốt cho các bác. Còn rất nhiều kèn khác nữa nhưng em sẽ báo giá và làm video riêng trong những lần sau. Đấy, để các bác biết thêm thông tin về sản phẩm. Những cái phụ kiện âm thanh này nhiều các bác sẽ rất là cần. Nhưng mà cũng nhiều các bác bảo là cái loại này mua trên Shopee rẻ hơn nhiều, tùy thôi. Các bác mua đâu cũng được. Còn yêu thích bên nào thì mua hàng bên đó thôi, chứ còn em cũng không quan trọng lắm đâu. Những cái linh tinh lặt vặt này các bác không nên so sánh về giá nhá.
chứ còn linh tinh là phần này các bác bảo em ơi sao em bán đắt hơn trên Lazada, cái cước phí bên em nó sẽ cao hơn cước phí bên Lazada của bên em, là còn phải đóng gói theo tiêu chuẩn ạ. Liệu các bác lấy cái hòng kèn này thì em phải đóng vào cái thùng bìa nó như thế này để gửi hàng cho các bác, nên làm sao nó chống sốc chống vỡ hiệu quả nhất. Còn nếu như bên em mà tìm được đơn vị vận chuyển nó nhẹ nhàng hơn mà an toàn hơn ấy, thì em chỉ việc có mỗi cái là quấn cái gọi là cái màng xốp xốp hơi xốp nổ chống vỡ vào ấy, sau đó là gửi hàng cho các bác. Vỡ thì em lại chịu, còn không vỡ thì các bác sẽ nhận hàng thế thôi, đúng không ạ? Những cái linh tinh này thì này không sợ này, cái linh tinh thì đóng vào cái hộp bìa bé như kiểu là hộp mà của phân tần thôi, nó không vỡ được. Nhựa này nó tuy là giòn đấy nhưng không vỡ được. Các bác có cầm cái miếng nhựa này các bác có ném xuống đất nó cũng không vỡ ngay được, ném mấy nhát rồi nó mới vỡ được đấy. Còn như cái họng kèn này thì nó lại khác. Họng kèn này thì là bằng nhựa, nhựa cao cấp. Các bác nhìn này, chất nhựa của nó khác này. Còn họng kèn này thì nó rõ ràng là đắt đấy nhưng mà nó rẻ hơn, nặng hơn, nhẹ rẻ hơn đấy. Còn này nhẹ hơn, nhẹ nặng lại đắt tiền hơn. Họng kèn cao cấp mà đấy, nó khác hoàn toàn với các họng kèn tầm trung và rẻ tiền đấy. Nếu các bác nào có quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp nhé. Tất cả những cái gì em muốn nói thì nói hết rồi, còn các bác vẫn kêu đắt nữa tùy. Bán hàng nãy được có tí tiền rồi mà các bác kêu thế thì vỡ mồm em ra. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.